Cá mập bất ngờ ngoạm tay kéo người đàn ông xuống nước. Sự việc xảy ra tại công viên quốc gia Everglades ở Florida, Mỹ. Cụ thể, một người đàn ông tên Nick vừa thả một con cá và đang rửa tay thì bị một con cá mập bất ngờ xuất hiện, cắn vào tay và kéo anh xuống nước. Bạn bè của Nick lập tức lao tới và hét lên, bắt lấy anh ấy, bắt lấy anh ấy. May mắn là họ đã nhanh chóng kéo anh trở lại thuyền. Bàn tay của Nick đã bị thương vì vết cắn của con cá mập. Một nhân viên kiểm lâm của công viên đã điều trị vết thương cho Nick trước khi anh được lực lượng cứu hỏa đưa đến bệnh viện gần đó. Michael, một người bạn của Nick cho biết, con cá mập không phải trò đùa. Đây là bài học kinh nghiệm của Nick khi ở công viên quốc gia Everglades. Ván mảnh đất đá được bồi thường, người đàn ông bị bắt. Ngày 25 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ông Lê Văn Sơn, 61 tuổi, trú xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, vào tháng 7 năm 2006, ông Lê Văn Sơn được Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 17 từ bản đồ số 46 tại xã Nghĩa Thành với diện tích 18.756m2. Đến năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có quyết định thu hồi một phần đất tại xã Nghĩa Thành để thực hiện chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp đô thị Châu Đức, trong đó có diện tích đất của ông Sơn. Trong đó, lô đất 18.756m2 của ông Sơn cũng được thu hồi và được nhà nước bồi thường, hỗ trợ hơn 3,1 tỷ đồng và một lô tái định cư. Tuy nhiên, năm 2021, ông Sơn đã tự ý chia diện tích đất đã thu hồi, hỗ trợ bồi thường trên để bán cho 4 người với tổng số tiền 420 triệu đồng. Lúc mua bán, giữa các bên có làm hợp đồng viết tay, thể hiện đất chưa được chuyển nhượng cho bất cứ ai, không tranh chấp. Hành vi của ông Sơn đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị bạn gái chia tay, người đàn ông chặn đầu đòi lại xe BMW. Sự việc được cho là xảy ra tại tỉnh Mpumalanga, Nam Phi. Trong clip, một người đàn ông đang bám trên nắp capo chiếc xe BMW E90, trong khi người phụ nữ ngồi bên trong đang điều khiển chiếc xe chạy đi. Dù đã cố hết sức, nhưng người này không thể cản được chiếc xe. Sau khi chiếc xe dừng lại, người đàn ông lao vào mở cửa và kéo bạn gái ra khỏi xe. Hai người sau đó giằng co với nhau. Chứng kiến màn đòi quà này, rất đông người đi đường đã dừng lại để theo dõi sự việc. Không rõ liệu có phải cô gái là người lừa dối hay chủ động chia tay người tình. Đoạn clip kết thúc trước khi kết cục của câu chuyện được tiết lộ. Lúc yêu, chắc suy nghĩ cưới nhau về tài sản là của chung, giờ chia tay rồi đòi lại quà thôi, chứ giá trị cả cái xe BMW đâu có rẻ rúng gì. Mình không ngồi, thằng khác nó ngồi cũng vậy. Kinh nghiệm cho các anh, có tặng xe tặng nhà, nhớ để mình đứng tên, đặng chia tay khỏi mất công đi đòi quà. Không đòi thì tiếc, đòi thì kỳ, đường nào cũng tội. Là một số bình luận nổi bật của cư dân mạng. Đà Lạt ngập kỷ lục, đường phố bỗng chốc biến thành con sông nước chảy cuồn cuộn. Một cơn mưa đi ngang qua, để lại cho thành phố mộng mơ mang tên Đà Lạt những con đường mênh mông sóng nước, từ thành phố du lịch khoác lên mình, danh xưng mỹ miều, thành phố mù sương. Nhưng chỉ sau một cơn mưa lớn ngày 23 tháng 6, kéo dài một tiếng đồng hồ, thì Đà Lạt bỗng chốc trở thành một thành phố biển với bốn bề là nước, đường phố biến thành sông, thậm chí từng con nước thi nhau chảy cuồn cuộn từ trên cao đổ xuống, khiến nhiều người nhìn qua không khỏi rùng mình. Nước ngập khắp các nẻo đường, ngập quá nửa bánh xe, làm cho không ít phương tiện bị chết máy dẫn bộ. Người dân bị bòm mặc áo mưa, lội dưới từng con nước, chiêm ngưỡng lại kỳ quan nhân tạo do chính mình xây dựng nên. Đà Lạt địa hình dốc, nhiều đồi núi. Những năm gần đây, tốc độ phát triển đô thị rất nhanh, nhiều nhà kính được xây dựng, ảnh hưởng thoát nước. Do đó, thành phố thường gặp cục bộ khi mưa lớn, gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Đồng thời cũng khiến cho những người yêu say sưa Đà Lạt không khỏi xót xa. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại. Chặt phá cây rừng nữa đi, ngày xưa mưa lớn có bao giờ ngập thế này đâu, tự hưởng thành quả của chính mình làm ra thôi, trách ai bây giờ. Trên núi bị ngập, đây là kỳ quan thế giới đầu tiên và chỉ có ở Việt Nam. Giàn ơi, con đã làm được rồi. Chúc mừng Đà Lạt có con sông đầu tiên giống như biển chưa từng thấy luôn. Vụ kéo lê thi thể gần 10 km, tài xế không biết có người mắc kẹt dưới gầm xe. Sáng ngày 25 tháng 6, nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang cùng Phòng Cảnh sát Giao thông và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp điều tra vụ nạn nhân bị xe ô tô con 5 chỗ kéo lê gần 10 km trên địa bàn. Kết quả ban đầu cho thấy, nam tài xế điều khiển xe ô tô con không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Cơ quan Công an cũng đã mời tài xế này đến làm việc.
Người này khai thời điểm xảy ra vụ việc, bản thân cũng không hề biết có nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe ô tô của mình. Chỉ khi chiếc xe về đến công ty trong khu công nghiệp Quế Võ, đỗ lại trong sân, mọi người mới tá hỏa phát hiện thi thể một nữ giới rời ra từ gầm xe ô tô. Trước đó, báo chí đã đưa tin về vụ việc hy hữu xảy ra từ ngày 24 tháng 6. Qua kiểm tra, nữ công nhân sinh năm 1998, quê Thái Nguyên, bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, cách hiện trường phát hiện thi thể khoảng 10 km. Tại hiện trường vụ tai nạn, chỉ còn duy nhất chiếc xe máy của nạn nhân đỗ trên hiện trường. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Ninh đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ sự việc. Chủ cơ sở mầm non ở Hải Phòng bị tố đánh trẻ không ngơi tay. Ngày 24 tháng 6, chị B, trú thành phố Hải Phòng cho biết, chị và nhiều phụ huynh khác rất bức xúc về hành vi đánh uy hiếp trẻ của chủ cơ sở mầm non tư thục Hà My, địa chỉ 14A/20, đường Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân. Phụ huynh này cũng cung cấp nhiều clip liên quan đến việc bạo hành trẻ tại cơ sở này. Trong đó, hai clip dài gần 4 phút ghi lại hình ảnh bà Nguyễn Thị L, chủ cơ sở mầm non tư thục Hà My, có hành vi dùng lược đánh một bé trai không ngơi tay. Theo chị B, sự việc xảy ra nhiều tháng trước. Phụ huynh này định bỏ qua, nhưng mới đây bà L có nhiều lời nói khó nghe trong việc giải thích khi thu tiền mua cơ sở vật chất. Sau đó chị B cho con nghỉ học và đăng tải clip lên Facebook cá nhân. Chị B cho hay con của chị cũng bị cô giáo ở cơ sở mầm non Hà My đánh nhiều lần. Chị đã yêu cầu chủ cơ sở, giáo viên phải có trách nhiệm không để sự việc được lặp lại. Cứ ai có ý kiến về chất lượng nuôi dạy trẻ của cơ sở là cô L lại cho ra khỏi nhóm Zalo chung, thậm chí yêu cầu phụ huynh cho con nghỉ học. Tôi công khai sự việc này để các phụ huynh khác chú ý tự bảo vệ con, chị B nói. Tối 24 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trần Nguyên Hãn, ông Đào Duy Giới xác nhận đã nắm được sự việc. Chúng tôi đã cử người xác minh sự việc, tuy nhiên không có việc đó. Cô B, phụ huynh đăng clip đã nhận sai. Trước câu trả lời của vị chủ tịch này, chị B khẳng định, chưa gặp hay làm việc với ông Giới. Đến thời điểm này, chưa có cán bộ nào của địa phương gọi điện hay tới làm việc với tôi về sự việc. Do khí ga ở Đông Ấn Độ khiến hàng chục người phải đi cấp cứu. Một người thiệt mạng và khoảng 30-35 người đã được đưa tới điều trị tại bệnh viện Hajipur Sada sau vụ rò rỉ khí độc và các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây sự cố. Sáng ngày 25 tháng 6, một vụ rò rỉ khí ga đã xảy ra tại một khu công nghiệp ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người khác phải đi cấp cứu. Ông Ashok Kumar, một quan chức cấp cao của Sở Cứu hỏa địa phương cho biết, chúng tôi nhận được thông báo rằng đã xảy ra sự cố rò rỉ khí ga từ một đường ống dẫn amoni ở nhà máy sữa tươi Rai Fresh Dairy. Một số xe cứu hỏa đã lập tức được triển khai tới hiện trường để kiểm soát tình hình. Theo bác sĩ Prasad, khoảng 30-35 người đã được đưa tới điều trị tại bệnh viện sau vụ rò rỉ khí độc này. Hiện tình hình nhà máy trên đã được kiểm soát, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố trên. Ngành chức năng ở Thừa Thiên Huế chưa phát hiện bệnh lý đối với cá chết trên sông Bồ. Thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh ngày 23 tháng 6, cá lồng nuôi trên sông Bồ tại xã Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế chết trong quá trình san thưa, di chuyển chưa phát hiện bệnh lý. Theo phản ánh của các hộ nuôi cá lồng trên sông Bồ, nắng nóng kéo dài, gay gắt, dòng chảy trên sông yếu khiến nguy cơ cá thiếu oxy, chết rất cao. Người dân đã triển khai tích cực nhiều biện pháp để bảo vệ cá nuôi trong mùa nắng nóng theo sự hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Trước đó, ngày 21 tháng 6, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Quảng Điền, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thọ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện nuôi cá lồng trên sông Bồ và hướng dẫn công tác quản lý thực hiện các giải pháp kỹ thuật nuôi thủy sản trong điều kiện nắng nóng. Kết quả cho thấy, vùng nuôi có dòng chảy nhẹ, cá nuôi phát triển bình thường, một số lồng xảy ra hiện tượng cá chết, hao hụt trong quá trình san thưa, di chuyển nhưng chưa phát hiện bệnh lý. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng còn kéo dài, các cán bộ kỹ thuật tiếp tục khuyến cáo người nuôi tăng cường chăm sóc tích cực, theo dõi thời tiết và môi trường thường xuyên để sớm phát hiện các tình trạng bất thường của cá, áp dụng một số biện pháp phù hợp. Bộ Công an đề xuất 7 loại xe được lắp tín hiệu ưu tiên. Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do Bộ này chủ trì soạn thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân. Theo Bộ Công an, nghị định mới được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Nghị định 109 năm 2009 đang có hiệu lực, quy định về cùng nội dung.
Điểm khác biệt so với hiện hành, Bộ Công an đề xuất quy định chi tiết về đối tượng được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông để kiểm soát chặt chẽ hơn. 7 đối tượng được lắp đặt sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên bao gồm: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cảnh sát giao thông dẫn đường, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu là xe đang chở bệnh nhân cấp cứu hoặc đi đón bệnh nhân cấp cứu, xe hộ đê đi làm nhiệm vụ, xe đi làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai dịch vụ, xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Phát hiện các hộp chứa đầy tiền mặt ở văn phòng trùm Wagner. Kênh truyền hình 78 công bố clip những chiếc hộp chứa nhiều tiền mặt tại văn phòng ở St. Petersburg của ông trùm Wagner, Evgeny Prigozhin. Đoạn phim cho thấy cách các nhân viên thực thi pháp luật mang những chiếc hộp được cố định bằng băng keo ra khỏi văn phòng của ông Prigozhin và chất chúng lên một chiếc xe. Một số xấp tiền được buộc bằng dây cao su trị giá 250.000 rúp, một số được buộc bằng băng keo ngân hàng. Số tiền được đưa ra là khoảng 1 tỷ rúp. Hôm 23 tháng 6, ông Prigozhin cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa gây chết người vào một trại của lực lượng Wagner và thề sẽ trả đũa. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc này, mô tả nó là một sự khiêu khích thông tin. Trước đó, kênh Telegram của Evgeny Prigozhin đăng một số bản ghi âm với những lời buộc tội chống lại các nhà lãnh đạo quân sự Nga. Cơ quan an ninh liên bang của Nga cho biết họ đã mở cuộc điều tra hình sự đối với lãnh đạo Wagner với cáo buộc kêu gọi nổi dậy vũ trang. Sáng 24 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu, trong đó ông hứa sẽ làm mọi cách để bảo vệ đất nước. Trong bối cảnh những gì đang xảy ra, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với nguyên thủ quốc gia và nêu rõ sự cần thiết phải củng cố xã hội trong thời điểm khó khăn. Tràn lan sản phẩm năng lượng mặt trời. Nắng nóng, mất điện khiến nhiều người tìm sản phẩm đèn, quạt năng lượng mặt trời có khả năng tích điện. Nhưng khi mua những sản phẩm giá rẻ về sử dụng, người dùng thất vọng vì chất lượng của sản phẩm không như quảng cáo. Ông Minh ở Yên Bái mua sản phẩm đèn chiếu sáng 200W giá 500.000 đồng sau khi xem quảng cáo trên Facebook. Đèn sáng lờ mờ và hỏng sau 2 tuần sử dụng. Tấm solar vẫn để trên nóc nhà chưa lấy xuống. Trường hợp khác cũng mua phải hàng kém chất lượng giá 350.000 đồng là anh Hoàng ở Yên Bái. Theo người này, anh nhận hàng không đúng như video quảng cáo. Tấm pin năng lượng mặt trời khác hoàn toàn, treo lên đèn tối om, chạy được khoảng 2 giờ thì tắt ngóm. Khi nhắn tin hỏi shop, câu trả lời nhận được là sản phẩm phù hợp giá tiền và do chưa biết cách sử dụng. Một mặt hàng khác là quạt năng lượng mặt trời cũng được rao bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử hay những điểm bán thiết bị làm mát. Chị Mai ở Mỹ Đình, Hà Nội cho hay, gia đình thất vọng tràn trề khi mua quạt tích điện năng lượng mặt trời trên sàn thương mại điện tử. Quảng cáo quạt dùng được 8 giờ nhưng khoảng 2 tiếng là hết pin, đến lúc mất điện không có để dùng, chị Mai chia sẻ. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.